Vâng, hôm nay mùng 6 Tết. Đó, mới đó là 6 ngày rồi các bác ạ. Vâng. Thì lời đầu tiên thì em không quên gửi lời chào đến tất cả các bác, các anh, các chị cùng toàn thể các cháu đang theo dõi kênh của Lê Tuấn, nhất là các bác mấy cây trên mọi miền Tổ quốc thân yêu vẫn đang theo dõi kênh. Năm mới đúng không ạ? Tết đã đến được 6 ngày rồi thì Lê Tuấn xin chúc cả nhà chúng ta đúng không ạ? Năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, làm ăn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, hạnh phúc gia đình. Thì hôm nay thì có những bác là đi chùa đúng không ạ, Hải Lộc tiếp đón 6 ngày vừa qua từ 30 Tết đúng không ạ, BCLS đến mùng 6, mùng 7 ngày mai là hết Tết, ngày mai là hạn hiệu theo tục lệ của truyền dân tộc Việt Nam, mùng 7 là hết Tết. Vâng ạ, và thì trong những ngày vừa qua đúng không ạ, có những bác đúng không ạ, rồi phát tài phát lộc. Vâng, thì rất nhiều người hỏi Lê Tuấn là gặp Lê Tuấn thì hỏi Lê Tuấn phát tài phát lộc chưa, thì Lê Tuấn bảo là vẫn là chào là phát tài phát lộc. Nhưng mà Lê Tuấn thì hôm nay bắt đầu xuất chiêu là rất nhiều người từ mùng 4, mùng 5 thì Lê Tuấn cũng quay được một vài video lên cơ sở Trung Kiên, rất nhiều xe Ford 4.600 để chào mừng năm mới. Rồi hôm nay thì ngày mùng 6 Lê Tuấn đi quay về có những bác hỏi Lê Tuấn bồn inox. Vâng. Đấy, và có những bác lại hồi máy cày, có những bác hồi Ishiki, rất nhiều các bác nhé. Cho nên Lê Tuấn cũng phải tốc hành đi luôn, bởi vì nghề nghiệp. Các bác cũng trông mong em, đúng không ạ? Và em cũng trông mong các bác. Nếu bác nào trúng duyên trong đầu năm mua mở lộc thì lì xì các bác nhé. Cơ sở Trung Kiên lì xì cho các bác từ 4 đến 5 triệu. Đó, thì em đã lên một cái video vừa rồi. Vừa nãy em lên cơ sở Trung Kiên thì em lên thì Trung Kiên đi vắng. Đấy, thì em đã chạy lên mãi lên Lộc Ninh. Và em hỏi cái bồn này cho một cho hai người đang hỏi em hồi đầu năm, thì cách đây ngày hôm qua, đấy, hôm kia điện rồi em hôm nay lên, thì chiếc bồn này là bồn 3,5 khối 150 lít, bồn 3,5 khối 150 lít bằng inox, sắc xì uốn hết các bác nhá, cực kỳ đẹp, có số đàng hoàng đấy các bác, có số đàng hoàng đấy, có số đầy đủ, số zin cho các bác luôn nha, số đẹp luôn. Đấy, em thử cho các bác. Đấy, xe này đúng 65 triệu các bác nhá. Em quên, đây là mỗi cái bồn, còn cái đầu của nó là đầu 2006 ba máy các bác nhá. Đấy, đầu Janma 2006 ba máy, đầu 2006 Janma. Rồi, đấy em quên, thành thế là em cũng không nói các bác. Thì bây giờ em nói các bác là đầu Janma 2006 ba máy. Đấy, và cùng một cái bồn 3 khối 150 lít, và có một chiếc bánh lẻ và nhíp nguyên xi. Đấy các bác nhá, thùng dày lắm các bác này, thùng này dày 5 ly, và tất cả các đường này là cực kỳ đẹp đó. Đấy các bác nhá. Đấy, thì đầu năm mới xuất hành thì cái xe này có cầu đàng hoàng và có số. Cầu này thì cầu 5 tấn đấy các bác nhá, chứ không phải ít đâu đấy. Đấy, vỏ đẹp, nhíp đẹp luôn. Cái vỏ này, đây đẹp, nhíp đẹp. Đấy, chiếc này, đây, là 10-0020, rất đẹp. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ốc, ra răng đàng hoàng, nhá. Rất tuyệt vời. Đấy, cái này không sao. Đấy, chưa phải gì, rất đẹp các bác này. Thùng đấy, rồi. Các bác thông cảm nhé, mà em quay cái bồn này trước rồi em ví vô trong nhà quay cái đầu Janma nhá. Còn cái đầu đã viết này là của người ta mượn, người ta đi tưới vừa mới về hồi trong năm. Đấy, em có lên thì cái chủ xe đã viết này mượn cái này để đi tưới nha. Thì tất cả mọi chi tiết em bao cho các bác đang ngon lành hết, từ mọt cho đến số ok đó này. Các bác không có lo một vấn đề gì để các bác đừng ngại nha. Vỏ là 10-0020. Đấy, sexy là các khi ngon đẹp luôn. Đấy, không có lăn tăn bất cứ một cái gì các bác nhá. Số má đang đảm bảo cho các bác đàng hoàng đầy đủ. Đây, đây có cả láp biết đàng hoàng như gì đó. Đấy, đầy đủ. Ok các bác nhá. Đấy, bồn là 3 khối 150 lít, sexy nguyên một chiếc xe đẹp, sạch uốn đàng hoàng, vỏ 10-0020. Đấy, trong đầu năm mới đấy, thì có hai bác hỏi chiếc bồn này, bởi vì trong năm bán một chiếc rồi các bác nhá,
trong năm cũng nhiều bác hỏi em nhưng em bán rồi. Đấy, em bán 65 triệu. Đấy. Cả cả là đâu hai cái lúc kêu là bán 120 là 130. 65 đúng không? Em bán cái còn cái này thì cái này ngon hơn. Còn cái kia mục rồi các bác nhá. Còn ở chủ này có một cái nữa thì tí nữa em vào quay luôn. Đấy, các bác mua luôn thì ok, có đầu 3.000 luôn. Đấy, cái đầu Mitsubishi 3.000. Đấy, và bây giờ em mời các bác nhá. Cái này này là bồn inox dày 5 ly, bao cho các bác luôn xịn sò. Đấy, 3 khối 150 lít. Rồi sắc xi zin luôn chủ xe. Có số cầu và dàn vỏ 10/2020 của chiếc. Rồi bây giờ em mời các bác cùng em. Hôm qua có hai bác hỏi em mà đầu 80 tí em hỏi có ai bán cho các bác. Rồi. Đấy thì em đi vào trong này. Thì nơi đây thì em cũng đã bán được rất nhiều. Đấy, cho ông chủ ở đây. Đấy, và nhiều xe. Hôm Tết em đã review đã bán rất nhiều xe. Tất cả những người đẹp Belarus, người mẫu mà em mở TZ đều nằm ở đây. Là do ông thầy này ông chưa đi hết. Đấy. Đây qua đây. Xe này cũng đang nằm ở sửa. Cứ mở này ra. Còn đây ông này đang còn đóng mọt cái bác nhá. Riêng không. Mà không là 35 triệu cái mọt này. 1m7. Đấy, đang đóng. Rồi, em mời các bác đi cùng em. Để vào xem chiếc đầu. Vừa nãy ta xem chiếc mọt và chiếc bột. Thì bây giờ Lê Tuấn sẽ cho anh em coi lại chiếc này các bác nhá. Đây. Và đây là chiếc Zanma M2610. 3 máy. Đấy, Zanma. Đây, vỏ còn rất ngon. Đây. Các bác. Thấy chưa? Đấy. Đang y luôn, xe bao nổ luôn các bác nhá. Xe bao nổ bao cho các bác hết từ ở đây này. Các bác xem này, đẹp chưa? Đấy, vỏ mà 11/2/24. Zanma 11/2/24. 2610. Đấy, để em chụp hình cho các bác xem nhé. Đấy. Đấy. Có hôm nọ có người hỏi em để mua chiếc này. Đấy, vào đây. Đấy. Đấy, để em qua bên này một chút. Đây. Chiếc đầu này. Đấy, cái đầu này nó hơi rỉ tí bác này. Đấy, hơi xấu một tí này. Đấy. Chiếc đầu này kéo cái bồn inox các bác nhá. Đấy. Một khuôn là 150 3 khối 150 lít. Đấy. 3150 lít đúng không? Đúng rồi, 3000. Đó là 3 khối. Đấy, 3 khối một khối 1000 là 100 ơi. 3000 mà sao là 150 lít? Nó là 3000 chứ. 3000. Là 100 lít à? 1000 khối là 1 lít. Một ngàn khối là 1000 lít là 1 khối. 1000 lít là 1 khối. Rồi đúng rồi. Vậy là rồi, là 3000 lít 150 lít. Đấy. Thì cái đầu Zanma 2006 này, 2610 này kéo các bác nhá. Đó, đấy. Thì cái bồn vừa nãy em vừa coi. Đấy. Và sexy và có số rin của cầu đàng hoàng. Và cái đầu này 2610 Zanma. 3 máy kéo cái đầu đó. Nếu các bác lấy cái đầu đó cũng được. Mà nếu bác nào mà mua một chiếc đầu 3000 nữa kéo cái bồn này nữa thì cũng được luôn. Cũng có số và sexy và đều có bánh. Thì bánh này cũng 10/2020. Bánh chiếc. Nhưng cái bồn này, cái sexy này kéo cái bồn này nó đã trong những ngày tháng không biết sao bị oxy. Thì có một số đã mục thì chắc chắn. Các bác quay về tu sửa lại để có dùng. Thì em có nhiệm vụ là quay cái này xong tí nữa em quay cái này. Thì bác nào hợp được cái nào thì lấy cái đó. Rồi em mời các bác để theo dõi tiếp cái này cho em. Đây cái Zanma 2610 này. Đấy là kéo cái bồn. Đấy như nói các bác ở đó. Rồi đây này. Bởi vì chủ nhà để ở trong này nó hơi khó đi. Cho nên là em
toàn máy bao cho các bác luôn nha. Nếu các bác nào chỉ cần đầu năm, các bác nào mà có tâm mà với cái số tiền em vừa nói các bác, 65 triệu, cả bồn như vậy và cả cái đầu này, thì các bác hãy điện thoại cho em 0394 326 198, các bác thấy chưa? Đấy, vỏ này rất mới. Đấy, và đùm vuông đẹp đàng hoàng. Đấy, bao chuột quay cho các bác đàng hoàng và chỗ móc ngoặc đầy đủ. Đầy đủ coi như là ấy nha, nhắc lên đàng hoàng, không có kiếm, không có mùi. Đó là như vậy. Đấy. Rồi, ok các bác nhé. Đấy, thì đầu năm rất mong các bác, đấy, có như hai bác đã điện cho em, thì các bác hãy liên hệ cho em 0394 326 198 các bác nhé. Bao cho các bác luôn đầu kêu, tức là xe này không chỉ kéo, chỉ có kéo bồn không, cho nên các bác đừng có nghĩ rằng là nó như thế nào, đúng không ạ? Nó chỉ về vì một đại gia lớn mà người ta không xài đến nữa thì người ta cất vậy thôi, được người ta bán luôn rồi, bởi vì xe rất tốt. Đấy, và cuối cùng thì cho em xin ngừng video tại đây và xin chúc các bác thành công trong cuộc sống, năm mới an khang thịnh vượng. Cũng được luôn.